Minh được Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Kỷ Sửu, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần về ngũ hành ngũ hành niên mạch, tích lịch hỏa ngày kỵ sửu tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm tích lịch hỏa kỵ tuổi quý mùi ất mùi ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày sửu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xông với mùi hình tốt hại ngọa phá thìn và tuyệt mùi về tuổi xung khắc trong ngày tuổi đinh mùi ất mùi tuổi xung trong tháng tuổi nhâm ngọ bính ngọ giáp thân giáp dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao địa tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương sao âm đức tốt mọi việc sao phổ hộ hay còn gọi là sao hội họ hộ, tốt mọi việc nhất là cưới hỏi xuất hành sao lục hợp tốt mọi việc sao kim đường hoàng đạo tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao nhân cách giáo đối với việc giá thú khởi tạo sao tam tang kỵ về khởi tạo cưới hỏi an táng vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng chính nam và sau đây mời các bạn đoán xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi để thay đổi vận trình của mình tốt hơn nhé đầu tiên mà các bạn đoán xem tử vi tuổi tý thứ ba ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là bà tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Tý xỉu nhị hợp cái điều này làm cho bà tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với bà tuổi Tý triển khai nội dung công việc quyên thuộc theo những hướng đi mới và điều này đã gây được ấn tượng sâu sắc với cấp trên và đồng nghiệp được cấp trên đánh giá rất cao nữa. Với bạn tuổi Tý, bạn hiểu rằng thử thách cũng chính là thời điểm để cho bạn phát huy được sức mạnh của mình. Vì vậy, dù nội dung công việc có khó khăn thì bạn cũng vẫn cảm thấy rất tự tin và rất hào hứng nhanh chóng tìm được cách để nắm bắt cơ hội. Bên cạnh đó, với bạn tuổi Tý đang có được vận quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ cho bạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc cái điều này nhắc nhở bạn tuổi tí rằng gia đình bạn đang tồn tại một vài khúc mắc. Dù là chuyện lớn hay là chuyện nhỏ, hai người cũng cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên cố tình lở đi để cho vấn đề ngày một lớn dần nghiêm trọng hơn nhé xem tử vi cũng cho thấy ngày hôm nay với bạn tuổi tý thực thần đưa tới cho bạn có được những tin vui hoặc là những lời mời ăn uống và hôm nay với bạn sẽ đưa ra được những quyết định sáng suốt với tâm lý khá cởi mở bạn vui vẻ đón nhận mọi điều có thể xảy ra với mình vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim công việc được thuận lợi đạt được mục tiêu đã đề ra tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy thông minh tinh tế có khả năng gắn kết mọi người tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có được cơ hội thăng tín hãy mạnh dạn để nắm bắt tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ cần phải quyết đoán hơn chớ nên chần chừ do dự tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh mộc vợ chồng có sự mâu thuẫn nên nói rõ mọi chuyện với nhau và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 38, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thực thần phù trợ. Cái điều này giúp cho những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán có thể phát tài trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Sửu, bạn biết tận dụng được cái mối quan hệ của mình, tiếp xúc với những cơ hội làm ăn có giá trị, có nhiều triển vọng trong tương lai. Bạn mạnh tuổi Sửu, bạn vốn là người tốt bụng và hào phóng, đó chính là yếu tố quan trọng giúp cho bạn được lòng mọi người xung quanh và bạn cần phải tiếp tục để phát huy điểm mạnh của mình bởi các mối quan hệ càng nhiều thì sẽ càng có lợi cho con đường tương lai sự nghiệp của bạn về sau này. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu cần phải dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với nửa kia của mình, đừng có quá bận rộn với công việc hoặc là cho rằng mình đã thấu hiểu mọi chuyện nên tự đưa ra quyết định mà không quan tâm tới cảm xúc của đối phương bạn tuổi Sửu nhé. Và trong vận trình ngày này với bạn tuổi Sửu đang có được chính tài chưa chở cho nên con đường tài lộc của bạn khá vượng vàng. Bạn mệnh biết rằng mình cần phải có những khoản tiết kiệm đề phòng cho những lúc túng thiếu cho nên có sự chuẩn bị kỹ càng tài lộc của bạn vì vậy mà được vững chắc hơn vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy mối quan hệ rộng mở giúp ích cho tương lai của bạn tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ đừng có dành nhiều thời gian cho sự nghiệp tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 59, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ với tuổi dần thứ ba ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cái điều này giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay được phần suôn sẻ hơn bạn tuổi dần nhận được sự tin tưởng của bạn bè đồng nghiệp và cấp trên bạn có khả năng khắc phục được những khó khăn và có bản lĩnh đương đầu với những thử thách mà không hề e ngại và bạn tuổi dần ạ, để thăng tiến nhanh hơn nữa trên con đường tương lai sự nghiệp của mình thì bạn nên cởi mở hơn trong lối tư duy của mình, đừng có bó hẹp bản thân mình trong các khuôn khổ do chính mình đặt ra, bạn hãy thử tiếp nhận quan điểm, ý kiến của mọi người theo nhiều chiều hướng khác nhau xem sao. Xem tử vi cho thấy ngày này với bạn tuổi dần là ngày phù hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì vậy, đối với những bạn đầu tư, kinh doanh, hãy có kế hoạch sắp xếp công việc phù hợp, sẵn sàng đón nhận những cơ hội phát tài đến với mình. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 năm Tân Sửu với bạn tuổi dần đang có được sự tác động của những sao tốt như là sao địa tài, sao âm đức sau phổ hộ, sau kim đường hoàng đạo. Và theo khẩu minh, hôm nay cũng là ngày tốt để cho bạn tuổi dần thực hiện những công việc trọng đại như thế là xây cất về nhà cửa, cưới hỏi hay là xuất hành đi xa, cầu tài lộc hay là ký kết những hợp đồng quan trọng nhá về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có bản lĩnh đương đầu với những khó khăn thử thách tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ nên cởi mở hơn trong cách tiếp thu ý kiến của người khác tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc không nên có những suy nghĩ quen thuộc tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên có kế hoạch thực hiện những công việc phù hợp về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 47, số 65, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ ba ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão trong ngày này lại đang gặp ngày có màu khác với thổ cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và con cái của mình đang có phần trở nên căng thẳng với bà tuổi mão có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái có sự bướng bỉnh không nghe lời của mình tuy nhiên bạn cũng cần phải lắng nghe ý kiến của con cái của mình trước khi trách mắng hay là đánh phạt nhé Bên cạnh đó, với bạn tuổi mão, cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy cũng có thể xảy ra sự tranh cãi vì những ý kiến bất đồng với nhau. Và nếu cứ một mực giữ những suy nghĩ của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì hai người sẽ nhanh chóng rơi vào bế tắc mà thôi. Và ngày này, Xem Tử Vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 năm Tân Sửu, Thiêu Hải Thượng lãn Ông, nhân thần ở vùng Thắt Lưng, Dạ Dày, Kinh Thủ Dương Minh Đại Tràng. Vì vậy với bà tuổi Mão nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ ấp, châm chích ở các vị trí này. Trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì cũng cần phải chú ý cẩn trọng, không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có sự căng thẳng. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa không nên áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ hãy lắng nghe ý kiến của các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc giữ khoảng cách với những kẻ đang có ý đồ tiếp cận với mình. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim giữ gìn sức khỏe không nên làm việc quá sức. Và đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 59, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh chuối, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này ảnh hưởng không hề nhỏ tới vận trình của bạn ngày hôm nay với bà tuổi thìn thường xuyên bị kẻ xấu hãm hại gây chuyện thị phi tuy nhiên để tránh mọi chuyện thêm phần rắc rối phức tạp thì bạn chớ có bắt bình tĩnh dù rơi vào hoàn cảnh tình huống xấu nhất đi chăng nữa nhé. đặc biệt á ngày này với bà tử thìn trong quá trình giao tiếp bạn đừng có để cho những lời nói vô tình của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng đẩy bản thân mình vào những rắc rối lớn hơn. bạn cần phải suy nghĩ tích cực hơn cởi mở hơn bởi bạn là người được thần phật chia chở mọi khó khăn rồi ắt sẽ qua. Ngày này, bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy trong chuyện tình cảm của bạn, đối với những bạn đang quản độc thân, đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. Bạn chưa bước ra được khỏi cuộc tình cũ, cho nên luôn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa dễ gặp phải trục trặc trong công việc tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay gây chuyện thị phi tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc chớ nên nóng nảy nói năng thiếu suy nghĩ tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim hãy tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ của mình tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy không muốn mở rộng mối quan hệ với mọi người về đánh giá của bà Tử Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 67, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi than, tuổi giàu. Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang có điểm báo rất có thể sẽ phải chịu sự ngờ vực của đồng nghiệp do kiếp tài tác động và khi mọi người không tin tưởng vào khả năng của bạn thì cách tốt nhất là bạn hãy dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực của bản thân mình bạn tuổi tỵ nhé với bạn tuổi tỵ bạn hãy tin rằng chỉ cần suy nghĩ lạc quan và tập trung vào công việc của mình thì mọi rắc rối dần dần sẽ có cách giải quyết bạn chẳng hề thua kiếm bất cứ ai vì vậy mà chẳng việc gì bạn lại phải sợ hãi hay là lùi bước cả bạn có biết rằng mình hoàn toàn có thể biến những thách thức trở thành cơ hội hay là không và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn đang rất hòa hợp với nửa kia của mình, đôi bên luôn có được sự thấu hiểu và bao dung cho nhau nhờ thường xuyên trao đổi và tâm sự với nhau. và khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy và đôi bên cùng nhau chung tay vượt qua được mọi khó khăn sóng gió trong cuộc đời nữa. vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa chịu sự ngờ vực của bạn bè, đồng nghiệp. tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ hãy chứng minh năng lực của mình bằng những hành động thực tế từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc mọi rắc rối rồi sẽ có cách giải quyết từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim hãy tìm cách biến những thách thức thành cơ hội cho mình từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp và tháo hiểu lẫn nhau và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 41, số 92, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Ngọ, thứ ba, ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bà tử ngọ cho chúng ta thấy là với bà tử ngọ dù là người vốn rất tài giỏi nhanh trí hoạt bát và cởi mở xong trong ngày này với bà tử ngọ dưới sự tác động của cục diện ngũ hành tương hại bạn lại không thể nào giữ được sự điềm tĩnh vốn có của mình thậm chí bạn mệnh sẵn sàng tranh cãi gây gọ với những ai đang có ý kiến trái ngược chiều với mình bất kể là đối với đối tượng nào đi chăng nữa và đây cũng là lý do khiến cho bạn tuổi ngọa dễ dàng mất đi sự kiên nhẫn nếu như phải giải quyết những công việc đòi hỏi tính chất khó khăn cần sự tỉ mỉ cao và với bà tuổi ngọa cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của mình nếu như muốn thành công thì không nên bộ dở công việc dựa chừng như vậy Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tử ngọ lại đang gặp được ngày cố họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tử ngọ luôn dành sự quan tâm và tôn trọng tới những thành viên lớn tuổi trong gia đình của mình. Cho nên cũng được mọi người yêu mến và chú cố hoặc có thể chính là quý nhân của bạn trong tương lai nữa. Xem tử Vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 năm Tân Sửu, theo Hải thượng lạt ông, nhân thần nằm ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì vậy, với bà tử ngọa nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Về tử vi tuổi giáp ngọa thuộc mệnh kim, dễ mất bình tĩnh, gây gọ với người khác, tử vi tuổi bính ngọa thuộc mệnh thủy, làm việc trong bầu không khí căng thẳng, tử vi tuổi mậu ngọa thuộc mệnh hỏa mất bình tĩnh khi giải quyết những công việc đòi hỏi khó khăn nhiều hơn từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ dễ bộ dở công việc giữa chừng từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc tôn trọng người lớn tuổi trong gia đình và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 22 số 77 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi, dù bạn là người rất tế nhị, mềm mỏng, thích ăn uống, chú trọng lễ nghi, có hiếu, giàu lòng, cảm thông. Và hôm nay bạn lại chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn út xịu mùi lại tạo ra cho bạn đang có sự tự tin thái có như vậy bạn dễ rơi vào trạng thái chủ quan và vướng phải nhiều rắc rối đồng thời với bạn tuổi mùi cũng trở nên bỏ ngoài tai những lời khuyên can của người khác vì cho rằng mình có thể tự tin giải quyết được mọi chuyện nhé. Với bạn túi mùi ngày này, trong giao tiếp bạn cần phải đặc biệt chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là đối với những ai thực sự tốt với mình. Bạn cần phải lắng nghe với thái độ tôn trọng, dù sau đó bạn có ý định tiếp thu hay là không. Trong ngày này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác và đôi khi thay đổi góc độ quan sát vấn đề sẽ giúp cho bạn nhận ra được những hướng giải quyết công việc một cách mới mẻ và nhanh chóng hơn. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, quá mức tự tin, cho rằng mình có thể làm được mọi việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, chú trọng cách ăn nói, tránh làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, không nên cố chấp với quan điểm riêng của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, có cái nhìn linh hoạt hơn khi giải quyết công việc. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 55, số 81, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi hợi, tuổi ngọa. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy ngày hôm nay với bạn đang rất vượng vận về đào hoa dù bạn đã lập gia đình hay là vẫn đang còn độc thân bạn mệnh cũng dễ dàng gây được ấn tượng với những người khác giới và đây là cơ hội tốt để cho những bạn đang quản lý bóng tìm được người phù hợp với mình. Xong á, trong ngày này đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì nên chủ động giữ khoảng cách với những người khác giới, đừng có để cho những cảm giác ham vui nhất thời khiến cho mình sa ngã gây tổn thương cho những người thân yêu nhất của mình. Và ngày này xem tử vi cùng cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Và trong ngày này với bà tuổi thân, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bản mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam và với bạn trong ngày hôm nay xuất hành đi xa thì gặp được người có quý nhân giúp đỡ công việc được thuận lợi vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nhân duyên nở rộ nhiều người yêu mến tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa dễ gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ quan tâm tới các thành viên trong gia đình tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc công việc tiến triển thuận lợi, không gặp phải nhiều rắc rối, từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim hoàn thành tốt công việc được giao. Phải đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 73, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu tuổi tuất. Từ vi tuổi dậu thứ ba ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu, bạn là người có vốn hiểu biết phong phú sẽ giúp cho bạn dễ dàng khẳng định được chỗ đứng của mình và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh. Thêm vào đó, trong ngày này với bà tuổi Dậu đang có được sự giúp đỡ của ngũ hành tam hợp tị dậu sự phù trợ, cho nên đối với những bạn làm lãnh đạo thì rất sẽ dẫn dắt mọi người đi đến thành công. Có điều với bạn tử dậu cũng cần phải chú ý tới tính cách hiếu thắng của mình và trước khi giải quyết công việc gì đó với bạn tử dậu nên suy tính trước sau cho thật kỹ càng, đánh giá đúng với năng lực của bản thân, không nên mù quáng lựa chọn những việc nằm quá với khả năng của mình. Đừng có muốn khuya mẹ nhá Và ngày này với bạn tử dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này làm cho bạn đang có được mối nhân duyên rất chi là tốt đẹp. Cái chuyện tình cảm của bạn với người ấy càng ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Và nếu như bạn vẫn đang quản chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này nữa rồi. Và xem tử vi cũng cho thấy với bạn tuổi dậu trong ngày này đang có được báo hiệu tài lộc tăng tín, thiên tài trợ mệnh dù là người làm công ăn lương hay là người kinh doanh buôn bán trong ngày hôm nay cũng có tiền bạc rụng rịnh trong tay. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy nhận được sự khâm phục tin tưởng của mọi người, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa có tầm nhìn xa trông rộng, dẫn dắt mọi người, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ không nên mù quáng vội vàng đưa ra quyết định từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc mối quan hệ giữa vợ chồng được tốt đẹp từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 36 số 67 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tuất. Từ vi tuổi tuất thứ ba ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày không được mấy may mắn đến với mình khi bạn tuổi tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng tiêu cực vì đã ăn nói quá thẳng thắn và bạn hãy nhớ rằng muốn lời nói của mình có sức nặng thì cách thức truyền đạt cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng nhé trong công việc với bạn tuổi tuất ngày này nếu như gặp phải trở ngại và nhận thấy vấn đề vượt quá với khả năng giải quyết của mình bạn đừng có ngần ngại xin sự trợ giúp của đồng nghiệp hoặc là những người có kinh nghiệm xung quanh mình đừng có giấu giếm mọi chuyện chỉ vì tính sĩ diện của bản thân mình bạn tuổi tuất nhé và ngày này với bạn tuổi tuất nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên lựa chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng chính nam đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn tiến triển được thuận lợi hơn. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa quá mức thẳng thắn dễ tổn thương người khác. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ chú ý ăn nói nếu không muốn nhận sự phản ứng của mọi người. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nhờ có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim không nên đầu hàng khi mới gặp phải khó khăn. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Về đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 61, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi hợi nhanh chóng thăng tím trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Và bạn tuổi hợi, bạn hãy cứ nghiêm túc trách nhiệm với công việc của mình rồi công lao của bạn sẽ được ghi nhận, được đền đáp tuy nhiên trong ngày này đối với những bạn làm lãnh đạo thì cần phải cho cấp dưới của mình có nhiều cơ hội để thể hiện quan điểm của mình hơn đừng có chỉ khăng khăng với quan điểm của mình bạn sẽ trở thành người chuyên quyền độc đoán có những lúc bạn phải thừa nhận cấp dưới có cái nhìn chính xác hơn mình nữa nhé và ngày này với bà tuổi hợi á, lại đang gặp ngày có thổ khác với thủy cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia không được mấy in bình đôi bên có sự cãi cọ va chạm có thể tất cả những gì bạn nghĩ là đúng lại chỉ là hiểu lầm mà thôi bạn đừng có vội vàng phán xét trước khi tòa chuyện thẳng thắn với người ấy bạn tuổi hợi nhé vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nghiêm túc với nhiệm vụ được giao phó tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nên tạo cơ hội cho người khác thể hiện quan điểm của mình tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim thừa nhận rằng người khác giỏi hơn mình tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy hãy trò chuyện thẳng thắn với nửa kia về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 52, số 69, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.